Vào khoảng 3 giờ sáng ngày 14 tháng 4, theo giờ The Israel, phóng viên Jay của Fox News có mặt tại hiện trường gần Tel Aviv thông báo Iran đã khởi động cuộc phản công trả đũa vào trung tâm Israel, với trên dưới 200 phương tiện tấn công tổng hợp, bao gồm máy bay không người lái và tên lửa hành trình đã được ghi nhận thâm nhập hàng loạt vào vùng trời Israel. Theo phát ngôn viên lực lượng phòng vệ IDF là Daniel Hagari, thì đã có một bé gái 10 tuổi bị thương nhẹ bởi tác động của một trong những phương tiện tấn công Iran nhưng hầu hết đã được hệ thống vòm sắt ngăn chặn kịp thời. Cuộc điện đàm giữa Tổng thống Biden và Thủ tướng Netanyahu cũng đã được nhanh chóng sắp xếp và lãnh đạo hai nước đã bắt đầu cuộc bàn bạc một thời gian ngắn sau khi được tấn công máy bay không người lái và tên lửa các loại đầu tiên được ghi nhận. Dựa trên phân tích sớm nhất của phóng viên thường trực tại ngũ giác đài của Fox News là Jennifer Griffin, thì ngũ giác đài đang giám sát các hoạt động của Iran. Nói về chiến vật lược tấn công của Iran, bà chia sẻ việc Iran cố tình bắn các máy bay không người lái phát quang vào Israel, cho phép chúng được dễ dàng quan sát trên bầu trời, là một phần của mục tiêu gây hoang mang và sợ hãi. Thông thường, những phương tiện này sẽ không phát quang để tránh sự chú ý của kẻ thù, nhưng với Iran, thì sự phát quang này là để thu hút sự chú ý và khơi gợi nỗi sợ không chỉ của công dân Israel mà còn là các công dân toàn cầu, bao gồm cả những người Hồi giáo, với thông điệp rằng đây chính là những gì Iran có thể làm và sẽ làm đối với những thế lực thách thức theo đó cũng mang giá trị tuyên truyền mạnh mẽ tương đương với giá trị khủng bố và tấn công quân sự. Đây là cuộc tấn công trả đũa được Hoa Kỳ và Israel đoán trước từ Iran sau khi Israel thực hiện cuộc tấn công triệt hạ chỉ huy cấp cao của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran hơn một tuần trước đó. Đây cũng được xem là cuộc tấn công đầu tiên do chính Iran thực hiện, thay vì sử dụng hơn hàng chục quân lực tay sai của mình trải khắp Trung Đông như thường lệ. Theo một công dân tại hiện trường, hành động điều phối máy bay không người lái và tên lửa của iran trực tiếp vào trung tâm tel aviv là dấu hiệu iran có thể đã sẵn sàng cho một cuộc chiến khu vực mở rộng với israel